Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Crypto Airdrop, kênh chuyên lên những sự kiện Airdrop Money từ những dự án trên thị trường crypto. Và nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy bấm chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất mà mình chia sẻ trong kênh. Trong video hôm nay, mình xin hướng dẫn mọi người tham gia sự kiện Airdrop để claim token Doge từ dự án Dostrake. Và nếu bạn nào đã tham gia sự kiện Airdrop Round 1 của dự án này thì mọi người không thể xa lệ về dự án như thế này. Đây là một dự án để được CZ Binance phục vụ follow. Và dự kiến của dự án này là vào ngày 1 tháng 12, 2021. Dự án sẽ được list trên sàn PancakeSwap. Về ngày mai, dự án này sẽ được list trên sàn PancakeSwap vào lúc 10 giờ tối, múi giờ của Việt Nam. Về tổng cung, tổng phần thưởng của sự kiện Airdrop Round 2 của dự án này là chỉ có 2 tỷ 500 triệu token Doge. Đây là theo mọi người cũng biết được là Airdrop Round 1 của dự án với tổng cung của nó là 5 tỷ token để đốt trong vòng 2 ngày để hết. Rồi sau đó mọi người để tham gia về sự kiện Airdrop Round 2 của dự án, mọi người copy link mình để phía dưới phần mô tả video. Rồi sau đó mọi người tiến hành làm các trang mạng nhiệm vụ, các trang mạng xã hội mà dự án yêu cầu. Đầu tiên mọi người tiến hành làm nhiệm vụ trong group channel của dự án trên Telegram. Về những về hai nhiệm vụ này mình để làm với sự kiện Airdrop Round 1 nên mình sẽ không hướng dẫn lại cho anh em. Rồi mọi người tiến hành follow dự án trên Twitter. Rồi retweet và bỏ của dự án này. Rồi mọi người tiến hành like và review. Sau đó mọi người tiến hành claim. Về mình xin nói ra sự kiện Airdrop Round 2 là một sự kiện giới hạn nha mọi người. Rồi mọi người tiến hành click vào claim. Người tốn một ít phí là 0.00B11 BNB để tương ứng với khoảng là 40k Việt Nam đồng, mọi người phải cân nhắc ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành xác nhận cho mình. Vậy nếu bạn nào mà bị mất phí là 0.475 BNB, mọi người có thể xóa phần địa chỉ ví ở khúc này cho mình. Rồi mọi người tiến hành click vào claim lại nên là nó sẽ không bị lỗi ạ. Rồi sau đó mọi người tiến hành đợi giao dịch, tiến hành xử lý. Rồi, mình đã nhận được là khoảng 32.550 token Dostrake với mức phí là 40.000 Việt Nam đồng. Rồi, phần contract của dự án này mình sẽ để dưới phần mô tả video, lúc đó mọi người có thể copy contract về ép token đều với của mình. Video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.